xin chào các cô nàng xinh gái và các anh chàng đẹp trai của siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Kiều Anh đã trở lại rồi đây. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ squat đến các bạn dòng son 3C Velvet Lip Tint như trên tay Kiều Anh đây. Thực ra thì bảng màu này sẽ có đến 10 màu cơ, nhưng mà hôm nay anh không chuẩn bị đủ nên là ở đây chỉ có 7 màu thôi. Thế nên ngay bây giờ chúng mình hãy cùng nhau đi tìm hiểu về dòng son này nhé. Ra mắt vào cuối năm 2017, nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì dòng son 3C Velvet Lip Tint vẫn là một trong những dòng son vô cùng hot và được rất nhiều cô gái yêu thích. Và Oanh cũng chính là một trong những tín đồ của dòng son này. Nói về cái vẻ ngoài của nó một chút nhá. Như chúng ta đều biết, dòng 3C Velvet Lip Tint dòng mới ra này thì nó có cái vẻ bề ngoài khá là thanh mảnh. Đây, như thế này. Như chúng ta có thể thấy thì vẻ bề ngoài của dòng son 3CE này thì vẫn theo cái motif cũ. Đó chính là cái vỏ bên ngoài sẽ được dán bằng một lớp giấy. Và cái thương hiệu 3CE cũng như là nơi xuất xứ rồi là cái màu son thì được in ở bên dưới đáy son này thì khá là sang chảnh cũng như là nó khá là đẹp. Và ngoài ra nữa thì cái màu son, cái màu vỏ thân son này thì nó được lên màu khá là chuẩn với so với màu son ở bên trong. Và thôi, bây giờ không nói nhiều nữa, chúng mình hãy cùng nhau đi squat son để xem màu của nó tuyệt vời như thế nào nhé. Ta-da! Màu đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi squat đó chính là màu Save Me hay còn gọi là San Ho Neon. Và đây trong là một trong những cái màu mà Oanh cảm thấy rằng là những cô nàng mà da trắng khá là hợp. Cái cảm nhận đầu tiên của Oanh khi mà mở cái dòng này ra đó chính là mùi hương của nó khá là dễ chịu. Và không như các dòng son khác trên thị trường hiện nay, dòng son 3C Velvet Lip Tint này thì có mùi hương nó rất là nhẹ dịu, cũng như là có thêm một chút hương vani ở trong đấy. Thế nên là các bạn hoàn toàn yên tâm nhé. Ta-da, Oanh sẽ squat lên tay thì để các bạn hình dung màu dễ hơn. Bởi vì thực tế là môi của chúng mình không phải ai cũng có cái sắc tố môi giống nhau. Thế nên bây giờ Oanh sẽ squat lên tay nhé. Các bạn nhìn kỹ này, đây là màu San Ho Neon. Nói qua một chút về cái màu này cũng như là cái mùi hương của son 3CE khá là thơm dịu nhẹ như Oanh vừa nói. Nếu như các bạn là một trong những cô nàng năng động vui tươi thì đây sẽ là một trong những màu tuyệt vời để các bạn sử dụng. Tiếp theo chúng mình hãy cùng nhau đi tìm hiểu màu đỏ cam trong dòng 3CE này. Đây là một trong những màu khá là dễ đánh nhất là đối với những bạn da ngăm như Oanh và màu lên khá là chuẩn. Nói qua một chút thì cái màu này thì trông nó khá là giống với màu, nếu mà bạn nào không để ý nó sẽ khá giống với màu đỏ bình thường. Tuy nhiên thì đây sẽ là một trong những màu tuyệt vời để dành cho những bạn da ngăm như Oanh. Và đánh lên thì nó khá là nổi, thậm chí là răng của mình còn nhìn rất là trắng nữa cơ. Màu tiếp theo chúng mình hãy cùng nhau đi tìm hiểu đó chính là màu Pink Black hay là còn gọi là màu hồng đất. Theo đánh giá của Oanh thì màu hồng đất này là một trong những màu khá được lòng các bạn nữ bởi vì màu của nó lên khá là đẹp cũng như là lên rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên thì để màu này lên một cách đẹp nhất thì các bạn hãy nhớ là chúng mình nên mách qua một chút trước khi đánh màu này lên, chứ không thể nào mà đánh không được đâu, bởi vì như thế thì nó sẽ mặt mình sẽ khá là không được nổi. Đây, các bạn có nhìn kỹ không? Màu hồng đất này thì xét qua một chút nhá thì nó khá là đẹp. Tuy nhiên như Oanh nói rồi đấy, hãy nhớ rằng trước khi mình bôi màu này thì mách lên mặt một chút nhá, để tránh tình trạng mà mặt của mình bị xỉn màu. Và tiếp theo chúng mình hãy cùng nhau đi tìm hiểu màu tiếp theo đó chính là Best Error. Đây là một trong những màu Oanh phải nói là khá bán chạy của 3CE và màu này chính là màu đỏ thuần. Và hầu như là nó phù hợp hết với tất cả mọi gương mặt, mọi loại da, dù da của bạn có ngăm hay là trắng đi nữa. Và đây cũng là một trong những màu bán khá là chạy của thương hiệu 3CE. Và nếu như các bạn không biết chọn màu nào trong ngày hôm nay của mình khi đi làm đi chơi thì đừng bỏ qua màu này nhé. Thực sự thì Oanh cảm thấy là màu này, Oanh rất thích màu này và lên nó rất đẹp luôn. Và đối với những bạn da ngăm như kiểu Oanh hay là những bạn da trắng thì khi chúng mình đánh màu này thì chúng mình không cần phải make quá nhiều đâu. Thậm chí là chúng mình chỉ cần đánh một lớp phấn thôi là cũng đã đủ để nổi bật rồi. Và màu này thì lên màu và màu son đỏ thuần này thì lên khá là chuẩn và phù hợp với hầu hết mọi loại da. Hãy nhớ chọn màu này nếu như trong một ngày dài không biết chọn màu son nào nhá. Tiếp theo chúng mình hãy cùng nhau đi tìm hiểu màu Going Bright hay còn gọi là cam hồng đất.
đây là một trong những màu mà dành cho các cô nàng cá tính hay chúng mình kiểu muốn make up theo kiểu cool ngầu. Và đây cũng theo anh thấy thì khá là một trong những màu đánh cũng khá là dễ và lên màu khá là chuẩn. Tuy nhiên thì giống như với màu hồng đất, màu này nếu như các bạn muốn để cho mình nổi bật nhất thì hãy nhớ là make qua một chút để gương mặt của mình được sáng hơn nhá. Và đây cũng là một trong những màu theo anh thấy thì để mà đánh được đẹp nhất, chúng mình nên đánh hết toàn môi chứ không nên đánh lòng môi. Bởi vì nếu mà đánh lòng môi thì trông nó sẽ hơi bị nhạt. Như anh nói rồi, màu cam hồng nút này thì lên nó cũng khá là chuẩn màu. Tuy nhiên thì hãy nhớ nhá, make qua một chút trước khi sử dụng màu này để gương mặt của mình không bị nhạt nhòa quá. Và màu này thì chúng ta sẽ thích hợp cho đánh dày toàn môi và đánh viền môi, chứ anh khuyên rằng là chúng mình không nên đánh lòng môi hay là đánh kiểu xí muội nhá, bởi vì như thế thì trông nó sẽ không được nổi bật cho lắm. Và màu tiếp theo chúng mình hãy cùng nhau đi tìm hiểu, đó chính là màu đỏ đất. Màu đỏ đất này thì là một trong những màu anh đánh giá rằng là đánh khá là nổi của 3CE. Nếu như cái dòng cam hồng đất như anh vừa nói với các bạn là chúng ta cần phải make qua một chút trước khi mà mình bôi lên và không nên đánh viền môi, thì cái màu đỏ đất này mang lại một cảm giác khá đặc biệt và tạo cho đối phương khi mà mình bôi lên thì sẽ kiểu thu hút người đối diện hơn. Ta-da! Màu này thì không quá rực như màu đỏ thuần hay là không quá nhạt như màu cam hồng đất như kiểu anh vừa chia sẻ. Và màu này thì lên khá là chuẩn cũng như là đánh khá là dễ. Và màu này thì cực kỳ thích hợp với những bạn da ngăm như kiểu anh, da ngăm nhá. Tuy nhiên thì những bạn da trắng đánh cũng rất là nổi thôi. Và màu này thì chúng mình có thể đánh xí muội hay là đánh viền môi đều được hết. Và tiếp theo, màu cuối cùng chúng mình hãy cùng nhau đi tìm hiểu là màu nút hay còn gọi là cam nút. Thực ra mà để mà nói thì tại sao con trai hay bị mắng vì mua màu son không đúng? Tại vì nhiều lúc con gái của chúng mình mua cũng còn chả nhớ hết nổi tên của màu son đúng không? Tiếp theo trở lại màu son này, để mà đánh giá thì Oanh cảm thấy rằng là cái màu cam nút này là một trong những màu khá đánh của 3CE. Nhưng mà nếu như các bạn đã đánh hợp rồi thì lên nhìn nó rất là ngầu và thậm chí là cực kỳ đặc biệt luôn. Đây là một trong những màu mà khá là nhạt, màu nút, thế nên là hãy nhớ nhá, trước khi mà chúng mình đánh lên thì hãy make thật kỹ. Với màu này thì chắc chắn chúng mình sẽ phải make thật kỹ để có thể lần nổi màu son rồi. Và màu này cũng chắc chắn không phù hợp với việc mà chúng mình đánh lòng môi đâu. Và đánh viền môi sẽ là gợi ý tuyệt vời. Nếu như các bạn không phân biệt nổi thì sẽ có một vài bạn cho rằng là cái màu cam nút này khá giống với cái màu cam hồng đất mà Oanh vừa review. Bởi vì nhìn qua thì hai màu này thực sự khá là giống nhau. Tuy nhiên thì màu này nó sẽ thiên về nút hơn một chút, về màu đất hơn. Và đây sẽ là một trong những màu dành cho những cô nàng cá tính. Và tuy nhiên thì hãy nhớ nhá là make thật kỹ trước khi bôi lên để gương mặt mình không bị quá nhạt nhòa. Ok, vừa rồi Oanh đã review đầy đủ 7 màu son của 3CE Velvet Lip Tint rồi, chỉ còn 3 màu nữa thôi. Tuy nhiên thì đợi khi nào Oanh chuẩn bị đủ 3 màu đấy rồi Oanh sẽ review tới các bạn nhé. Và đây sẽ là những dòng son, 7 màu son mà hôm nay Oanh đã review qua. Các bạn đã chọn được màu ưng ý cho mình chưa nào? Người ta thường hay nói rằng là con gái khi mệt mỏi quá thì hãy tô son và tiếp tục chiến đấu. Nhưng tô son gì thì người ta lại không nói. Thế nên để chọn được dòng son tuyệt vời nhất, khiến cho mình trở nên xinh xắn nhất thì hãy liên hệ tới ngay hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí về dòng son tuyệt vời 3CE Velvet Lip Tint đến từ Hàn Quốc nhé. Và quan trọng hơn là các bạn cũng có thể đến trực tiếp cửa hàng của Korea Shop 24 giờ tại Hà Nội để nhận được nhiều tư vấn hơn, nhiều ưu đãi hơn dành riêng cho dòng son 3CE Velvet Lip Tint này. Hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì các bạn đã biết chọn màu son tuyệt vời gì trong mùa hè này rồi chứ ạ. Và hãy nhớ like, share cũng như là subscribe để Anh có động lực làm những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye!